máy tuốt lúa Nhật Tân vùng đập rộng. Hôm nay em đang ship đến Đồng Lạc, Yên Lập, Phú Thọ các bác nhá. Nhật Tân 2m2 vùng đập rộng, chạy xích vô lăng. Đấy, đây là đất Phú Thọ các bác nhá. Đấy, các bác đang thử máy. Con này là chạy xích vô lăng, vùng đập rộng, đầu đủ 22 cao phong ấy. Con này dốc quá. Trèo lên mà phanh, trèo lên mà phanh. Kéo vào lao ô tô nhá. Đây là các bác đang đi gạt xong rồi đến giúp luôn. Để vô ô tô đi đã. Đây bác chủ máy đang cho vào nhà đấy các bác nhá. Nhật Tân buồng đập rộng. Đây bên em phân phối hàng Nhật Tân này, đủ các loại luôn. Phụ tùng đầy đủ hết. Không kéo tời à. Lùi lại lấy ra đi đã. Trèo lên mà lái chứ, trèo lên rồi dẫm ga. Ở dưới đây 4-5 người đỡ rồi. Đẩy lùi lại, đẩy. Đẩy lùi lại đi, đẩy lùi lại, nổ máy lên. Cho xuống này, cho tùa xuống đi. Cho tùa xuống và nổ máy lên. Một người phải ngồi lên đấy, dẫm ga. Bị một gãy chân rồi, gãy chân rồi cho nên là có kinh nghiệm rồi. Thế thì một người kéo ga không ấy. Đấy là phanh. Rồi bác chủ hơi nóng tính, chửi vợ như hát. Nhật Tân buồng đập to 2m2 xích vô lăng. Xích. Nói chung đang ném ở dưới đấy hay sao? Vô lăng. Rốt ra lấy mấy tiếng nhá, mai mà làm luôn. À ít phải 4 tiếng. Chiều mai là 2 tiếng đến 4 tiếng. Chiều mai là vào tốt rồi. Đấy. Thì mẹ tí nó ăn xong nổ đến 10 giờ tắt, sáng mai nổ 2 tiếng. Vâng. Đi vào nước đi. Rồi.